Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Uy Lốc chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về cảnh kẹt xe trên cầu Gạch Miễu các bạn. Hiện tại mình đang đứng bên trên cầu Gạch Miễu lúc chiều, lúc 14 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023 các bạn. Tại là cầu Gạch Miễu kẹt xe rất là đông các bạn. Đây là phía bên Bến Tre các bạn, phía bên đường dẫn phía bên Bến Tre.